Này, việc đề xuất với lãnh đạo để khai thác thêm thông tin của ông Cửu thế nào rồi? Vẫn phải đợi. Tình hình Quyên dạo này thế nào? Trinh sát vẫn báo cáo đầy đủ. Bắt đầu một cuộc sống mới chắc chắn là sẽ vất vả rồi. Số tiền 120 triệu để chú ghép thận từ đâu mà có? Là của cô Quyên cho. Cô ấy vào đây làm từ thiện, thấy hoàn cảnh của tôi thì cô ấy giúp. Mà hình như đêm qua là còn bị dính mưa hay sao? Sắp xếp thời gian qua thăm người ta đi. Tôi gửi lời hỏi thăm em dâu tương lai nhé. Ông vớ vẩn. Chỉ thế là nhanh. Nghiêm túc đấy. Vụ án sắp tới chắc chắn sẽ mở rộng điều tra, sẽ động đến những thành phần nhạy cảm, cần phải tăng cường bảo vệ cho Quyên. Trước bà mày nghe mẹ thì giờ đã không khổ thế này. Duyên số rồi, có tránh cũng không được mẹ ạ. Duyên tại mình, số cũng tại mình. Anh Thiện tuy phạm lỗi nhưng bản chất là người tốt mẹ ạ. Mẹ không nói nó là mẹ nói. Nào mẹ, con gái mẹ ăn bánh đi, ngồi chơi ngoan rồi lát mẹ chơi với con nhé. Không, con muốn ra ngoài cơ. Con ngồi đây ngoan, mẹ ra tiếp khách một lúc rồi mẹ lại vào chơi với con nhé. Ngoan nhá. Con không chịu đâu, con không cho mẹ đi lấy chồng đâu. Rồi biết ngay mà, khách khứa thì đến đông đủ rồi, thế mà còn lẻn vào đây với nhau, không xa nhau được nửa phút à hả? Đi ra ngoài đi. Vâng, con ra đi ạ. Đi đâu? Đưa nó đi đâu? Để nó ở trong này. Thằng Thiện nhà tôi nó là trai tân đấy, cô định làm muối mặt gia đình nhà tôi à hả? Con với anh Thiện đã nói với mẹ chuyện này rồi cơ mà. Nói là một chuyện, nhưng hôm nay là ngày trọng đại, thế cô định bôi cho chát chấu vào mặt gia đình nhà tôi à hả? Đã lấy gái một lần đò rồi mà còn không biết thân biết phận. Đi ra đi. Mẹ, mẹ nói hơi quá rồi đi ạ. Kìa, con đứng đấy mà đôi con à? Đi ra ngoài đón tiếp khách khứa đi. Đấy, con xem, chưa gì nó đã trả treo với mẹ như thế rồi đấy con ạ. Thôi, mẹ ơi, con xin mẹ đấy, bây giờ mẹ đi ra ngoài đón tiếp khách cho con. Anh đã bảo với em rồi, ngày trọng đại như thế này thì để con ở nhà. Đằng này em cứ mang theo làm mẹ khó xử. Em có muốn như thế đâu, nhưng con nó còn bé, nó chỉ muốn sang chơi với em một lúc thôi. Em với anh đã thống nhất chuyện này rồi cơ mà. Ừ thì gặp nhau một lúc thì được. Nhưng mà em xem, từ lúc đón dâu về đây em cứ tất ta tất tưởi, thoát cái là chạy vào phòng với con, thoát cái là chạy vào phòng với con. Đấy, em phải nể mặt anh, nể mặt mẹ, nể mặt họ hàng nhà anh chứ. Em phải biết điều, em cứ như thế này thì đến anh cũng khó chịu nữa là. Thôi được rồi. Mẹ. Ba. Tôi xin lỗi bà, mẹ xin lỗi hai con. Mẹ, đây là lỗi của tôi, để tôi đưa cháu tôi về. Mẹ, về với bà. Không, con muốn ở đây mẹ cơ. Thứ, con phải nghe lời bà chứ. Không. Mẹ, nghe không? Đi. Anh ấy đến với con bất chấp sự cấm cản của mẹ anh ấy. Anh ấy quan tâm con, quan tâm cả bé Thư nữa. Nhìn anh ấy như thế, mẹ nào không xót? Mẹ thì không xót mày. Mày nhìn lại mày xem, có còn ra hồn người nữa không? Người ta lấy chồng xong thì mỡ màng tươi tắn, mình thì tàn tạ héo úa.
mẹ đẻ mày ra, nuôi mày khôn lớn. Mày nghĩ mẹ có sót không? Con xin lỗi mẹ. Bây giờ con cũng không biết phải làm thế nào cho đúng nữa. Mẹ hỏi thật, mày vẫn muốn sống với thằng Thiện đúng không con? Chưa có dấu hiệu nào cho thấy Quyên bị tống tiền. Quyên dùng số tiền đó để thanh toán viện phí cho hai bệnh nhân.